khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi. Ta xa nhau rồi, còn gì đâu nữa mà mong. Một mùa ái ân mình vui mấy lần. Giờ thì đớn đau tròn một số kiếp. Em nói gì, em hứa gì, em hứa gì. Ôi bao nhiêu lời mà năm nay gửi về đâu. Em ơi tìm đâu ngày xưa, ngày ta chưa biết gì. Hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau. Giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng. Mộng lòng chết theo rượu nồng pháo cưới. Thôi hết rồi, em đã về vui với người. Xa nhau dầm nát hồn tôi hết rồi, em đã về vui với người. Xa nhau muôn đời buồn này dầm nát hồn tôi. Rồi, chào các bạn, và hôm nay mình tiếp tục đáp ứng yêu cầu các bạn với bài Ngày Buồn Trên Tông Đô Thứ cho các bạn. Rồi, bài này các bạn sẽ điểm với điệu Habanera nha. Vừa rồi mình cũng đàn và hát mẫu các bạn tham khảo, không biết có dính bản quyền hay không. Nếu mà nãy giờ các bạn xem mà không thấy phần hát mẫu của mình thì chắc chắn dính bản quyền rồi. Thì các bạn cứ gõ bài hát mẫu Ngày Buồn Điêu Chương, rồi có vẻ nó sẽ ra cái clip hát mẫu. Các bạn xem phần hát mẫu để các bạn hình dung chút xíu mình chia sẻ tới đâu thì các bạn nắm bắt được liền, và các bạn tập cho nó dễ vậy thôi ha. Rồi thì đầu tiên các bạn ghi intro đi ha. Intro thì nó cũng hơi dài nhưng mà nó không khó, nhưng bạn cứ quanh quẩn đi thôi. Với các bạn nhờ cái tông đô thứ này thì chắc chắn bạn đã điểm được với cái tông đô thứ này rồi nha. Với những hợp âm nào đi theo và mỗi hợp âm đó có bao nhiêu chỗ bấm và bấm như thế nào mình đã chia sẻ các bạn hết rồi. Còn bạn nào mà chưa đang được tông đô thứ mà muốn dùng bài này với cái tông đô thứ thì các bạn cứ gõ hướng dẫn điểm hát guitar tông đô thứ điều chương, rồi xem clip đó các bạn sẽ biết được đô thứ để mình sẽ đàn như thế nào, với những hợp âm nào và bấm ra sao nha. Mình không nhắc lại nha các bạn. Rồi, nên mình nói là tới đó hợp âm đó, hợp âm đó là các bạn biết nha. Rồi, bây giờ các bạn ghi intro. Rồi, son đô son pha mi son la đô. Cái chỗ này cái nốt mi á là nốt mi dán nha các bạn. Để đi với cái tông đô thứ thì mi sẽ là mi dán ha. Son đô son pha mi son la đô. Rồi sau lưng dãy nốt đó mình có ghi dãy số cho các bạn, dựa vào đó các bạn biết những nốt đó sẽ đàn dãy nào, bấm chỗ nào nha. Rồi sau đó các bạn bấm vô đô thứ, xong các bạn bấm đô thứ các bạn đàn một nhịp của habanera chắc 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 bùm chắc bùm. Rồi đàn tiếp câu thứ hai, son đô son pha mi pha la son. Son đô son pha mi fa la son. Rồi sau đó vẫn bấm đô thứ và đàn một nhịp habanera chắc 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 bùm chắc bùm, thêm một cái chắc nữa nha, rồi mới đàn câu tiếp theo. Đó, tức là câu đầu tiên mình đàn một nhịp, câu thứ hai cũng đàn một nhịp nhưng mà thêm một cái chắc nữa thì các bạn mới đàn câu tiếp theo. Đó, nên vậy nó mới dễ nha. Son đô son fa mi fa la son chắc 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 bùm chắc bùm chắc. Nó vậy mình mới đàn câu theo. Và cái nốt lá này đó, lá lá đó, nút lá là cái mình ghi lá thì nó si dán á, bạn ghi si dán đi ha, la thăng nhưng mà nó si dán đi
đó, nó si gián bạn ghi si đi ha, tại đi với tông cái tông đô hướng này thì cũng có là si gián, thì tóm lại đi với tông đô hướng này nốt mi la và si thì là cái nghĩa nốt gián, và khi hợp âm thì cũng vậy, cũng là dụ mi gián trưởng, la gián trưởng và si gián trưởng nhá. Cho nên chỗ này nốt mi và nốt cái nốt si là gián ha. Để các bạn đổi là các bạn được gần ghi, ghi la thăng cũng được, trên chỗ này thì mình là si gián thì nó cũng là la thăng thôi nha. Rồi nếu cái là trùng lập thì mình có thể mình thay đổi mình ghi la thăng, chỗ này không trùng lập thì ghi si gián luôn đi ha. Rồi son đô son fa mi fa si son, nó vậy đi ha. Câu đầu tiên cũng vậy, các bạn ghi mình lại nè để các bạn hình dung. Son đô son fa mi son si đô, nó vậy đó, si si gián rồi đô son đô son fa mi fa si son, nó vậy ha. Rồi sau đó một nhịp chắc 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 bùng chắc bùng chắc. Rồi đàn câu thứ ba, son đô son son mi mi fa son đô son son mi, mi dán nè, rồi mi nè, rồi fa ha. Son son ở son đô son son mi mi fa. Rồi bấm vô pha thứ chát cái đây, thế bấm tắt của hợp âm pha thứ mình đã chia sẻ các bạn, thế bấm tắt của những âm chặn mình chia sẻ hết rồi nha. Đó, và với tông đô thứ thì những cái nốt này hơi khó mà đi chậm chậm nên các bạn hãy hình dung nha. Rồi son đô son son mi mi fa, nó bấm vô pha thứ chát cái thôi. Rồi đàn tiếp câu tiếp theo, rê rê fa rê đô son, rê rê fa rê đô son. Rồi bấm son trưởng chát cái thôi. Rồi đàn tiếp câu cuối cùng, son son đô mi đô rê, son son đô mi đô rê. Rồi bấm vô son trưởng, bấm tắt cũng được hay bấm chặn cũng được. Rồi chát 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 chát. Rồi bấm son trưởng chát 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 chát, năm cái chát thì kiểu habanera đó, chát 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 bùng chát bùng, nhưng mà mình chỉ năm cái chát thôi. Chát 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 chát. Rồi dặm la 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 son, ba cái la gián trưởng và một cái son trưởng, chát 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 la 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 son. Rồi các bạn ngưng, các bạn vào bài, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ngay sau bắt đầu habanera lên nha. Rồi đó là nguyên intro, thì các bạn cứ dựa vào cái dãy số mình ghi sau lưng dãy nốt á, các bạn biết là những nốt đó đàn dây nào bấm chỗ nào, các bạn cứ tập từ từ chậm chậm, rồi chèn vào ra sao bấm hợp âm nào được rồi thì các bạn mới tăng tốc lên từ từ, mới tập chậm thôi nha. Chỉ có thể chia ra từng câu tập được rồi mới hết intro, rồi đàn từ chậm tới nhanh nha. Rồi mình sẽ mẫu lại cái intro chậm cho các bạn tham khảo lại nha. Gì nữa đâu mà khóc với sầu, nghe sầu bấm được thứ hai bà ra lên, cái này có thể lót hai bà nốt mi rê đô, không lót cũng được, cứ một đàn đều khỏi lót cũng được đi cho nó dễ ha. Cái này bà nốt này mi rê đô, còn không thì cứ cứ đàn bình thường và hợp âm tới đâu các bạn chuyển tới đó thôi nha. Rồi đó là nguyên intro. Rồi sau khi được rồi thì các bạn cứ tăng tốc lên ha, và tốc độ thì tùy theo mỗi bạn thôi, nhanh chút cũng được, chậm chút cũng được nha. Rồi bây giờ mình sẽ mẫu lại cái phần intro cho các bạn tham khảo lại, và các bạn tham khảo thêm trên màn hình, rồi và sẽ vào cái đoạn đầu tiên cho các bạn, rồi sau đó mình sẽ chia sẻ hợp âm của đoạn đầu tiên các bạn sẽ điểm như thế nào nha. Rồi đâu nữa mà mong
nguyên đoạn 1 là các bạn sẽ điểm về đó nha. Rồi hợp âm tới đâu các bạn chuyển tới đó. Thứ hai ra là điều ta và đàn ha. Sau hết rô dặm la la son. Rồi còn gì nữa đâu. Rồi vẫn giữ son 7, son trưởng luôn. Hoặc là son 7 rải lên cái, hoặc rải xuống cũng được. Rải cái. Còn gì nữa đâu, giữ son trưởng luôn cũng được. Rải. Rồi hát tiếp. Mà khóc với sầu ngày sầu, bấm dạy đô thứ và đàn cái bát đồ một cái. Rồi sau đó hai ba ra lên ha. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, chắc 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 bùng chắc bùng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ, chắc 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 bùng. Thôi hết rồi đó. Thì khi các bạn điểm hai ba ra, cứ điều tay mà các bạn điểm chắc 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 bùng chắc bùng ha. Tay phải cứ điều tay mà cứ giữ nhịp mà đàn. Rồi hợp âm mình ghi sau lưng chữ nào thì khi hát tới chỗ đó các bạn cứ chuyển đúng hợp âm đó là được nha. Cứ điều tay mà các bạn đàn thì đầu clip mình cũng hát mẫu tham khảo, tại vì có một số câu hát nếu mà các bạn không biết không chưa quen áp dụng á, các bạn áp dụng vào chắc chắn các bạn sẽ bị loạn nhịp và sẽ bị rớt nhịp ngay. Cho nên như mình nói các bạn là cố gắng xem phần hát mẫu của mình để các bạn hình dung ra được là khi mình hát mẫu tới câu đó là mình chuyển hợp âm như thế nào, chuyển ra sao đó, để các bạn hình dung. Bây giờ các bạn tập nó sẽ dễ hơn nha. Đó thì gì đó mà buồn với nhớ, rồi bấm là giang trưởng nè, chắc 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 bùm chắc bùm. Cái bùm này chuyển qua mi giang trưởng, nhưng vừa chuyển mi giang trưởng này là các bạn đã hát xong câu thôi hết rồi. Rồi bây giờ các bạn hình dung nè, chậm rồi các bạn nè. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ, thôi hết rồi đó. Tới đây là hết nghiệp lắm rồi, chuyển qua mi giang trưởng rồi. Thôi hết rồi, thôi hết rồi. Nó từ đây chuyển lại là giáng trưởng nha. Rồi, ta xa nhau rồi, chuyển lại đồ thứ. Còn gì đâu nữa mà mong, cái này thì bình thường nha. Rồi mình sẽ mẫu lại, các bạn hình dung lại chậm nè. Các bạn hình dung lại cái đoạn 1. Mẫu lại đoạn 1 thôi ha, chút xíu đoạn 2 và đoạn cuối. Cứ như thế các bạn áp dụng nha. Rồi các bạn hình dung lại để các bạn biết cái chuyển chỗ này. Cái chỗ này mà các bạn chưa quen chắc chắn bạn chuyển thì bị rớt nhịp liền nha. Tại câu hát nó hát là như vậy đó. Còn gì nữa đâu, đấy son 7 ha, son trưởng cũng được. Mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ, thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi. Cái gì thấy các bạn chuyển nha, điều tay mà các bạn đàn hamadera hợp âm tới đâu chuyển tới đó. Nó mình ghi như vậy và mình cũng mẫu nhiều lần để các bạn hình dung đó, các bạn chắc chắn các bạn sẽ tập được liền nha. Rồi hết đoạn 1, còn gì đâu nữa mà mong son trưởng, chắc 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 la 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 son, ba cái la giáng trưởng và một cái son trưởng, giống như lúc nãy cuối intro các bạn thế nào. Bây giờ cuối cái đoạn 1 y chang vậy để hát đoạn 2 vậy thôi ha. Còn gì đâu nữa mà mong, chắc 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 la 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 son. Rồi ngưng hát đoạn 2. Một mùa ái ân mình vui mấy lần ngày lần, bấm lại đô thứ và trở lại giống như đoạn 1 vậy đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ các bạn hết đoạn 1 và đoạn 2. Ta xa nhau rồi, còn gì đâu nữa mà mong. Một mùa ái ân mình vui mấy lần, ra đàn. Giờ thì đến đâu chọn một số kiếp, em nói gì em hứa gì em ước gì, ôi bao nhiêu lời mà nồng nay gửi về đâu. Rồi đoạn hai như vậy, sau đó quạt bolero lên để hai điệp khúc nha. Thì thực ra đoạn hai cũng giống như đoạn một, khác cái câu cuối nó về là chú âm. Đoạn 1 mình về son trưởng, nhưng đoạn 2 nó về đô thứ thì về chú âm ha. Rồi, thì cứ kiểu giống như đoạn 1 là các bạn điểm nha. Rồi, bằng đồng này nay gửi về đâu, về đô thứ. Chát 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 chát. Mi ri đô. Đó, lót câu này vào. Chuẩn bị để chuyển qua cái điệp khúc. Đó, thì cái câu này như mình nói lúc nãy đó, vừa dứt câu đầu tiên của đoạn 1 các bạn lót vào cũng được. Và đoạn 2 cũng vậy, vừa dứt câu đầu tiên thì các bạn lót. Một mùa ái ân mình vui mấy lần, chắc 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 đi đi đâu. Nó
lót cũng được, còn không lót cứ đàn bỏ một nhịp ha. Và hết đoạn 2 thì mình nên lót cho nó hay, rồi mình quạt lên mình hát được khúc. Còn bạn không lót thì cứ hết đoạn 2 đàn nhịp rồi bắt đầu quạt bolero lên hát được khúc cũng được, lót cũng được mà không lót cũng được ha. Có bao nhiêu lời bằng nào mới gửi về đâu một nhịp à. Chắc 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 bùng chắc bùng rồi quạt bolero lên hát được khúc. Em ơi tìm đâu ngày xưa, ngày ta vậy đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ các bạn hết đoạn 2 qua được khúc. Các bạn muốn lót lót, không lót cứ đàn bỏ nhịp nha. Rồi ví dụ nè, qua được khúc thì đàn bolero đây nha các bạn. Nhưng bình thường nếu các bạn điệu harmonica thì được khúc nên đàn bolero. Còn kiểu đàn bolero nào thì các bạn muốn đàn kiểu nào, bolero căn bản, bolero chèn bass, bolero gì cũng được, hoặc chả gì cũng được, miễn là bolero là được nha, cho cái điệp khúc của điệp của cái bài này. Rồi bây giờ ví dụ các bạn hết đoạn 2 qua được khúc. Ôi bao nhiêu lời bằng nồng nay gửi khúc thì qua đoạn cuối ha. Rồi hết điệp khúc thì cũng giống như cái đoạn 2, giống như cái intro vào đoạn 1. Chắc 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 la 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 son. Rồi ngừng hát đoạn cuối vậy thôi. Hết đoạn 1 qua đoạn 2 thế nào thì hết điệp khúc qua đoạn cuối y chang vậy nha. Hết intro vào đoạn 1, hết đoạn 1 qua đoạn 2, hết điệp khúc qua đoạn cuối, cái cách giống nhau nha, chuyển đoạn như vậy là giống nhau đó. Rồi các bạn cũng mình cũng vừa hình dung các bạn cứ nhìn lời âm trên màn hình, cứ điều tai mà bolero các bạn quạt cho hết điệp khúc nha. Hết được khúc thì cũng dậm cha 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 la 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 son, rồi ngừng hát đoạn cuối vậy thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ các bạn hết điệp khúc qua đoạn cuối. Chỉ cần hai đứa bên nhau, ở bên này bolero nha, gọi lại nha các bạn. Chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau, giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng. Mong lòng chuyến theo rượu nồng pháo cưới, tôi hết rồi em đã về vui với người, xa nhau muôn đời buồn này dâm nát hồn tôi. Rồi đoạn cuối thực ra y chang đoạn hai thế nào, đoạn cuối y chang vậy, nhưng mà đoạn hai các bạn có lót mi rê đồ đó, nhưng mà đoạn cuối khỏi cần lót nha. Vừa hát xong xa nhau muôn đời buồn này dâm nát hồn tôi, rồi đem một nhịp thôi hết rồi nọ tới cái bùm cuối cùng thì mình hát lặp lại ngay chỗ thôi hết rồi em đã về vui với người, xa nhau muôn đời buồn này tới đây đang son trưởng nha. Rồi cứ đàn hết nhịp đi rồi ngưng, hoặc là rải son trưởng cái rồi hát tiếp dâm nát hồn tôi, hồng tôi về lời đô thứ, và sau đó các bạn sẽ kết ao. Kết ao thì các bạn cứ đi một vòng âm là được ha. Hồng tôi đô chắc 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 bùm chắc son chắc 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 chắc. Rồi cái pha chuyển qua pha thứ pha chắc 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 bùm chắc son chắc 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 bùm chắc đô. Đó, đi vòng âm đô thứ pha thứ son trưởng và trở lại chủ âm đô thứ vậy thôi nha. Tại vì cái phần intro đó là nó không có về chủ âm, cái phần intro mình intro là nó về cái tông cái hợp âm là son trưởng, nó không có về chủ âm, cho nên mình kết ao mình không thể sử dụng intro được, là các bạn cứ đi vào giọng âm vậy là được, hoặc là các bạn sử dụng giống y chang intro cũng được, nhưng mà sao các bạn dậm về cuối intro đó, la son, đó vậy cũng được, dậm thêm cái đô thôi, nói chung em muốn làm muốn kết ao giống intro cũng được, đạt y chang intro, dậm thêm cái đô này, cái đô thứ để cho nó về chủ âm, tại kết thúc bài rồi phải về lại chủ âm ha. Tại vì nãy intro là la la son nâng vào bài, còn bây giờ mình kết ao rồi mình để son này luôn không có được, la 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 son đô, để mình kết bài phải cho nó về chủ âm vậy vậy ha. Thì cách hai cách để các bạn kết ao, một là đi vào giọng âm đô thứ pha thứ son trưởng và đô thứ, rồi xong cứ đàn harmonica và đi vào giọng âm vậy thôi, nó hết nhịp chuyển rồi, hoặc là đàn y chang intro dậm thêm cái đô thứ, các bạn muốn kết ao thế nào thì các bạn kết ao nha. Đó thì mình sẽ nhắc lại các bạn nè, khi hát hết bài buồn này dâm nát hôn tôi rồi chát 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 bùm thôi hết rồi chát bùm, nhưng mà tới cái bùm đó là các bạn hát
thôi hết rồi xong rồi nha, chuyển qua bị gián tưởng. Giống như lúc nãy đột ngột mình mẫu các bạn đó, cái thằng ngay chỗ đó đó, các bạn cứ đàn hết nhịp. Tới chữ bum cuối cùng mình làm sao mình canh ngay chữ bum cuối cùng, mình hát ngay cái chữ rồi này, chuyển qua mi gián tưởng. Giống như đột ngột á. Nhưng mà buồn với nhớ thôi hết rồi nọ. Nhớ mình hát mình kéo ra mình cứ đàn bình thường, chát 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 bum chát bum, canh sao ngay chữ bum mình trở về ngay thôi hết rồi, ngay chữ rồi là mình chuyển qua mi gián tưởng. Với nhớ thôi hết rồi nọ, chuyển qua mi gián tưởng. Thì chỗ này cũng vậy, rìu nồng pháo cưới thôi hết rồi nó chuyển mi gián tưởng, rồi mình cứ đàn tiếp habanera tiếp nha. Rồi bây giờ mình hát lặp lại thì cũng vậy. Dẫm nát hồn tôi về đồ thứ thì cũng chát 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 thôi hết rồi vậy đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn là hết đoạn cuối, hát lặp lại và kết ao cho các bạn. Còn phần kết ao như mình nói, các bạn muốn kết ao sao kết ao nha. Rồi xa nhau muôn đời buồn này dẫm nát hồn tôi hết rồi em đã về vui với người xa. Dầm nát hồn tôi, điều dòng âm thôi pha thứ son trưởng chậm lại đô thứ chậm lại vậy cái nào, hoặc là bồ này dầm nát hồn tôi đàn một nhịp chắc 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 bùm chắc bùm chắc bùm rồi đàn y chang tru. Cuối các bạn làm sao phải cho nó giờ là chủ âm đô thứ vậy ha. Đó, hoặc là các bạn thay đổi câu cuối cùng, thay đổi câu này đó, câu cuối cùng mình giờ là chủ âm, nói chung đàn y chang đô, những câu trên cái y chang, tới câu cuối cùng các bạn đàn nãy là sòn sòn đô mi sòn sòn đô mi đô rê sòn sòn đô mi đô rê rồi vậy. Nhưng các bạn thay đổi câu này không đàn câu này, bây giờ cách nào không đàn câu này mà các bạn đàn câu này rê rê đô sòn 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 rê sòn sòn rê mi si đô đó, vậy là chủ âm để mình kết ao đó. Thì nói chung thì kết ao bài hát thì các bạn làm sao phải cho nó về chủ âm của cái tông đó nha. Đó, tông đô thứ thì làm sao cho nó về đô thứ là được. Rồi rồi vậy nha các bạn. Rồi thì còn chỗ nào mà mơ hồ chưa hình dung được, các bạn cứ comment cho mình nha. Cảm ơn các bạn.